Sai lầm nghiêm trọng khi dùng nước mắm gây nguy hiểm cho cả nhà. Dùng nước mắm không đúng cách gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe cả gia đình. 1. Dùng nước mắm để ướp thịt. Nhiều bà nội trợ có thói quen ướp thịt với nước mắm để món ăn thêm thơm ngon, đậm đà. Tuy nhiên, đây là một thói quen sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cần loại bỏ ngay. Nước mắm khi dùng ướp thịt sẽ khiến thịt bị khô và cứng hơn, làm mất đi vị ngon và mềm tự nhiên của thịt. Do đó, với những món xào và kho mặn, bạn có thể cho nước mắm vào nấu cùng chứ không nên ướp. Hoặc thay vì dùng nước mắm, bạn có thể ướp thịt bằng bột canh, hạt nêm, muối, đường. 2. Nấu nước mắm quá lâu. Các bà nội trợ thường cho nước mắm vào món ăn ngay khi bắt đầu nấu để món ăn đều vị và ngon hơn. Nhưng khi nấu nước mắm lâu như vậy, mùi vị và các vitamin trong nước mắm sẽ bị bốc hơi hết. Nếu bạn cần nấu món kho hoặc xào, hãy ướp một chút muối từ trước để món ăn có vị đậm đà hơn và chỉ cho nước mắm khi món ăn đã chín mềm. 3. Lầm tưởng ai cũng có thể dùng được nước mắm. Nhiều người không tham khảo kỹ các thành phần cũng như quy định khi sử dụng nước mắm nên thường dùng tràn lan mà không biết rằng có một số đối tượng không dùng được nước mắm như trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, người bệnh thận, xương khớp, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Trong nước mắm có chứa hàm lượng muối rất cao, chính vì vậy với một số người nó là loại gia vị cực kỳ nguy hiểm với sức khỏe. Bởi thế, nước mắm không tốt cho những bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp, suy thận. Thức ăn chứa nhiều muối như nước mắm sẽ khiến các bệnh nhân này nhanh suy sụp hơn. Hơn thế nữa, muối còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh nguy hiểm về thận như sỏi thận và thận nhiễm mỡ. Những người mắc bệnh trên bắt buộc phải có chế độ kiêng muối. Ngoài việc phải kiêng nước mắm thì các bệnh nhân này còn phải kiêng các loại thức ăn nhiều muối như mắm khô, nước tương, xì dầu, chao. Tốt nhất người bệnh nên hạn chế dùng nước mắm hoặc ăn theo khuyến nghị từ bác sĩ. Cách chọn nước mắm ngon. Về độ đạm, nước mắm loại đặc biệt có độ đạm trên 48, loại thượng hạng có độ đạm trên 40. Trên 24 là loại 1, trên 16 là loại 2. Nếu nước mắm có độ đạm dưới 10 là thấp và không đạt tiêu chuẩn. Khi dùng, bạn chỉ cần mua nước mắm 25 độ đạm đã thơm ngon và hấp dẫn rồi. Về màu sắc, nước mắm ngon có màu nâu cánh gián, sậm hoặc màu nâu vàng, trong và không có cặn đục. Về hương vị, nước mắm ngon khi ăn vào thì thấy vị mặn ở đầu lưỡi nhưng ngọt ở cuống họng và có hương vị đặc trưng. Còn nước mắm chỉ có mặn chát từ đầu lưỡi đến cuối là nước mắm không ngon.